Hai ca xin chào cô chú anh chị nhà mình nha. Cả nhà nha. Thì hôm nay tiếp tục là hai cha con của bà Bảo tiếp nha cả nhà. Thì nói chung là hôm qua hai cha con của hai ca bày mưu tính kế cũng lụm mình sạch là mẹ Hương giấu, nhưng mà giấu đó mọi người kêu là chưa có đủ đâu tí ơi. Nay chưa có đủ đâu. Nay thì mình sẽ tới đâu luôn. Tiếp tục là màn hai cảnh một nha cả nhà. Nhưng mà cái màn ngày hôm nay nó còn dữ dội hơn cái ngày hôm qua nữa nha. Hôm qua là lãng tai thôi, còn hôm nay là dữ hơn nữa đó. Hôm nay có sân báo thì sẵn tiện đây mình sẽ thử lòng sân báo với bé Tiểu Ấn Tự luôn nha cả nhà, xem là khi cha về già phản ứng là cha về già mà cha quên đi giống như bị lãng người già cả nhà, thì phản ứng của sân báo với Tiểu Ấn Tự sẽ như thế nào nha, xem là cách đối xử của Tiểu Ấn Tự với sân báo như thế nào với cha của Ái Ca nha cả nhà. Ok, bây giờ Ái Ca sẽ đặt cái góc quay rồi, bây giờ ba tiếp tục nha, ba đứng đây nha. Con vô con canh canh con thú một cái là lụm mình xịt nha. Ok cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ đi đặt cái góc quay rồi mình vô cái màn cho này nha. Là những cô chú anh chị nào đang có nhu cầu sử dụng mật ong nè, lạc xưởng hoặc là cải thiện cái làn da, trắng da thì cứ liên hệ em số điện thoại trên màn hình nha. Ok, bây giờ vô màn cho anh cái nha. Sao qua mẹ không nói con? Qua mày tưởng cha vẫn chơi. Về chứ ra tôi đi kiếm nhà tôi mà. Rồi chán có nóng không? Không có. Vậy tôi kiếm nhà tôi mà. Sao ba chị lạnh ngắt vậy trời? Thôi đi về. Về. Anh hai dẫn về. Về. Lên chân. Về hả? Ừ. Chân cổng không về. Tôi không quen. Còn không không đi với tôi nè, về. Trời ơi, không quen luôn rồi. Con là ba. Nắm tay nắm chân tôi vậy. Trai ba nè. Có quen ai đâu? Con trai đó ba nè. Ôi về tôi về nhà tôi. Chết rồi giờ sao mẹ? Về tôi về nhà tôi. Cái về. Trời. Đi về. Về chơi dẫn con về. Đi về tiếp. Về nhà. Con bắt cóc. Bắt cóc. Ôi. Ai mà bắt cóc? Ba. Tía đi. Con nè. Đi chơi. Hai sơ. Gì vậy? Con nè. Không giỡn thôi. Con nè. Chết rồi. Ngồi đây dẫn về nè. Con nhậu đi con, ra kiểm tra mọi còn coi. Cái gì? Không có bị mùi rượu bia chứ á. Ai đi rượu? Rồi, rượu tôi ngồi mà. Về, đừng ngồi đó. Dừ. Về tía. Thôi, đừng có vô tôi. Về ba ơi, đi về. Tía ơi, đi về. Đi tôi nè. Ừ. Ngạp phải không? Ở nhà. Đi nhà. Đi cổng nha. Đi về. Ôi, đi về. Anh hai chạy qua kêu Hải Ca coi. Anh hai đi kêu Hải Ca con hai. Ở đâu? Ngoài lưng á. Ừ trời, cái gì á? Qua giọng nói. Đi nhà. Ờ tí đứng đây, đừng đi đâu nữa. Hải Hải đi vô đợi. A few moments later. Coi, con ba bị gì kìa. Sao? Kìa. Tí sao vậy? Sao vậy? Bị gì vậy? Xỉn hả? Tí bị sao? Đã quá giờ. Đâu đâu. Ba. Dạ. Con nè. Con trai Út nè. Ừ. Ba. Con trai Út nè. Con đâu con. Con đâu con. Con qua nay mày không nói. Đâu không giỡn thôi. Ba. Con nè tía. Từ từ. Nè. Ba lại đây con ngồi. Ba lại đây ngồi đi. Tôi quen nữa. Quen. Con nè. Con qua. Giống nhau gì lúc luôn á. Con nè trời. Mặt này nhìn con không quen nữa hả? Chết rồi. Cái này. Mẹ chắc. Ba đi nhậu mẹ chửi chứ ổng bị khùng rồi. Ngồi đây đi. Nhà tôi đây mà. Con nhà tôi đây mà. Cái này nè. Mẹ chứ ba mẹ. Đi. Ba đi nhậu cái mẹ chửi cái bây giờ bị thằng kinh ơi cầm đá kìa ơi. Vậy trời trên hồi đá trời. Thì chồng đi nhậu vợ phải nói gì cho chồng nghỉ nhậu nữa chứ. Đâu mà chửi. Về về mua bia cho nhậu nè. Đi. Dạ. Ai vậy? Ôi, tìm cái con rồi mẹ. Kìa.
nhà rồi. Tía biết con, tía. Hai thằng này còn không biết, tôi biết em. Năm ba chú nè. Con nè. Con ba báo nè. Trời ơi, cái nó gì sao mà dữ vậy? Ôi, lượng lượng nhân tôi. Bị gì vậy trời? Trời sao? Trời, chở đi kiếm quà đi. Quậy, trời, tôi thấy đá nó trời. Để quậy quậy, người ta quánh chết đó. Đi về. Dạ, ờ đi, chị chở đi mua bánh ăn nè. Dạ, 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 bắt cá con ăn. Dạ nha. Rồi, mà không một ghê không? Nha. Cái gì nha? Hai đứa kè cha đi. Đi, đi, cổng bà vậy nha. Về má, về con, cổng kè má. Buông tôi ra, buông. Dạ, buông, buông, buông. Ông chịu thôi, kè tôi chịu kè. Vợ, vợ, vợ tía đó. Trời, không quen, không quen. Quen. Con không quen. Đấy, dạ. Dạ. Ơi, không quen, 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 chị lên để con gái kêu chị lên coi. Vô ba, nghe con ba, ba con trong cây lớn quá nè. Trời ơi, mà quên nữa mà kêu là bà Linh làm cái gì? Biết. Có kêu mua vừa ông chạy không? Nhưng mà ba, ba ngồi xuống đi, ba bị gì? Con nè, ba không nhận ra con hả? Mẹ tệ quá, mẹ thần kinh, thần kinh. Con nhẹ. Bị tâm thần nhẹ. Nhẹ gì mà nhẹ trời. Ba, con giảm nó đi, bị gì, biết đường đi khám bệnh nè. Dạ, tía ơi, tía. Đi về nhà đi rồi con. Nhà đâu ngoài này. Tía ơi, tía, con nhẹ. Dạ, dạ. Nhà đâu đây. Cái này chắc bị ma dắt hay quá. Đi về nhà. Bậy đi. Nhà, tôi đây, nhà đây, nhà đây. Sao đúng kẻ tía? Tía đụng vô nhà đây. Rồi cầm đá chưa vậy trời? Tía, bình tĩnh lại tía. Mày nhà đây. Nói khi nào tía? Cầm nó sâu đó ba ơi. Nhà tôi đây. Đi về, về với tôi đi về. Nhà đây, nhà đây. Còn có bị chó cắn không? Anh hai cầm cái tay, cầm tay bên đây rồi kéo ông cha lại về đi. Vậy vậy trời? Nhà đây, nhà đây. Cầm nhà đi tích. Dạ, dạ gì á Yến? Mày nhảy tía. Cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thấy run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời với cha, chỉ sống để yêu một người. Bây giờ là ba nè, em quay cho cha đi. Bây giờ nè, con nói nè, không ổn rồi, không ổn rồi, ba về không được. Mẹ biết gì đó không? Mày nhớ con không? Con bà báo nè. Không nhắc nhà đó. Trời, chuyện qua thì tía hỏi gì, chị lên hỏi tía ra đây làm gì nữa. Tía không có ăn bánh mì. Hỏi tía tắm chưa thì ra đây một mình. Sợ. Bây giờ nè, mẹ nè, ba nè, ngồi đây đây, giữ ba ngồi đây. Con đi kêu xe cứu thương. Kêu chi? Bảo ba đi kêu hát đi chi. Nè. Con nhà đây, nhà rồi, đây. Cổng hai. Hả? Mẹ nói luôn. Dạ. Qua đi nha. Nhà nè. Nhà đây, nhà. Không, không có vô bụi mô mà. Thôi đi, đi về nhà với mình. Đi dẫn ông về khỏi cổng. Nhà, nhà đây. Mẹ là đi với mẹ tiếp. Nhà đây, nhà đây. Nhà đây đi vô mở cửa nhà về. Vậy đi, 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 đi bác sĩ cho cái bệnh nè. Ở đây, ở đây. Rồi. Nhà đây. Đi vô nhà mở cửa nhà này ha. Đi đi về thì chịu vô nhà này ngồi không? Dạ. Dạ. Sao đi vô nhà này ngồi không? Đi đi. Dạ. Dạ. Đi vô nhà này đi, vô nhà này ngồi đi, vô nhà. Dạ. Ủa sao tía ngồi dưới đường vậy? Xe đụng nó, đi vô nè. Ha. Ôi trời. Đi vô. Vô, vô, vô. Đi vô nhà nhà hiếu rủ con hiếu chơi đi. Dạ. Nhà. Dạ. Mẹ, mẹ có tới cái cho tía ăn cái gì không mà sao tự nhiên kỳ vậy? Chơi, chơi. Chơi. Đi không? Chơi. Đi nhà. Chơi. Hai cậu với hai. Đi tiếp. Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa, chẳng còn ai kia con nghe
câu chuyện ngày xưa chẳng còn ai.